Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trang có tên là Xvalency. Thì để tham gia game này mình click phần link mô tả những video tên Touch Support. Rồi các bạn chờ chút xíu nữa. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh trailer nè. Kênh group nè. Các bạn join sao nè bạn. Một dự án này đó là Resistance sàn Bipod Hotbit Uniswap Robit nha các bạn. Ồ, 1,6 tập cận XP khoảng 120 đô các bạn. Rồi, các bạn bắt đập lên các bạn. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter nè. Rồi, trên tại Twitter nè, các bạn theo dõi nè các bạn. Dự án này có theo dõi nè. Rồi, các bạn like luôn đi các bạn. Tại Twitter sao các bạn, nếu có yêu cầu không, các bạn bấm vào Start nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào Register nha bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh group kênh trailer nè. Mình đã join rồi nè. Kiểm tra lại các bạn follow Twitter nè. Tiếp tục các bạn like và request tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Tiếp tục các bạn nhấp vào đây nè. Các bạn like, các bạn kích dẫn tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh group nữa nè. Chết qua các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục bấm don. Chết của market cap luôn nè. Coi nó list sàn nào. Ồ 69 đô cho một token. Hơi ít chứ. Hiện tại đó cho chơi Hotbit, Bubit, Uniswap. Dự án này không biết về không. Nó về một cái nó ngon lành cành đào. Bấm don các bạn. Tiếp tục các bạn liên lạc username tại Twitter nè. Hạ cộng Vinh V này nè, hạ 9 nè, cái bot nè. Tiếp tục các bạn bấm vào khâm lách nè. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ. Địa chỉ ETH chú khe. Ok, vậy là các bạn gửi địa chỉ nhà xe 20 trên dưới chocolate cho mình nha các bạn. Các bạn nhập vào dưới chocolate nè. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi các bạn bấm vào complex nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ email của mình vào nha các bạn. Để sau này nó có gì nữa. Rồi các bạn bấm vào get complex nè. Rồi dự án này. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 1.6 tập cận EP nè, bạn bấm mà lách lên. Bấm vào huyết giao của ngày mấy ta. Up fund ngày 15 tháng 9. Nó sẽ cho mình rút các bạn. Rồi. Vậy video mình đang kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.